Tuần tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống hồi tháng 1. Các tuyên bố về thương mại và hàng hải ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp có nhiều khả năng sẽ nằm trong nghị trình của Thủ tướng Phúc. Ông Murray Hebert, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cho biết là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Washington, Thủ tướng Việt Nam mong muốn khám phá các kế hoạch và mục tiêu của Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ với khu vực Đông Nam Á trên phạm vi rộng lớn hơn. Về những vấn đề khác, Thủ tướng Việt Nam dự kiến sẽ nhắc chính phủ Trump về một cam kết của Mỹ trong việc tẩy rửa chất độc da cam. Các nhà phân tích tin rằng ông Phúc chắc chắn sẽ bàn với chính quyền của ông Trump về cam kết vào tháng 1 về việc đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do song phương có thể thay thế cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.